bạn này, ở đây chính là trang phục của người Mường đây này. Ai mượn ai, ai bắt Mường Mỹ Lung thì cứ về khu 1 Mỹ Lung. Có chào già. À đấy là chào bằng tiếng Mường đấy các bạn. Chào các bạn đấy. Bánh sắn ạ. Đây là bánh trưng cũng làm bằng bánh thảo dược. Bánh trưng thảo dược ạ. À, bánh trưng thảo dược. Vâng ạ. Làm bằng những các loại lá thuốc nam ấy ạ. À, hay là bánh đen đấy ạ? Dạ, vâng đúng ạ. Còn gọi là bánh đen. Không phải thì chỉ dán đây tí lộn đây để mình biết thôi chứ không phải là dán ra ngoài kia. Dán đây để mình nhìn thôi. Đây các bạn này. Hôm nay sao? Hôm nay là... không làm cơm đỏ cơm xanh nhỉ? Đây là cô gái Mường tôi đang xui nếp gà gáy. Nhưng mà hôm nay khả năng là hơi nắng ấy, nghĩa là có cái mái che thì tốt. Bà Sáu ấy, bà đang nói tiếng Mường ấy. Đây là cối rã nước nha. À, cứ đổ lúa vào đây là tự thành cô gái Mường thôi, đứng ngồi trông gạo ở đây này. Cái này hồi xưa là cứ rã gạo này với lại cứ đây ngày sáng là cho vào đây trong là chiều. Nếu mà cứ cho gạo vào đây đến một ngày là được, cho lúa vào, nước tự vào và cối tự rã. Một ngày là ra lấy gạo về. À, đây là những cái câu hát ví đu đấy các bạn. Tiếng ai hề như tiệm chuông ngà vàng. Tiếng ai hề như tiệm chuông ngà hay chơi. Các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình trên kênh Xã Vlog. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu 1 xã Mỹ Lung, nơi mà có tới 90% người dân sinh sống ở đây là người Mường các bạn ạ. Hôm nay thì có một cái chương trình khôi phục lại cái nét truyền thống của người Mường và trong cái ngày đại đoàn kết toàn dân các bạn ạ. Đó, như các bạn thấy thì ở đây đang khôi phục một số cái cây đu này và cái nêu, cái còn và một số cái trò chơi truyền thống ạ. Bây giờ thì hiện tại thì vẫn đang đợi các cái đại biểu đến. Ở đây thì mình thấy có rất nhiều những cái bộ trang phục khác nhau của người Mường này, của đây không biết là của người gì đây. Mấy cái bộ này để tí hỏi nào. Coi cái này là của trang phục của dân tộc gì đấy? À người Dao à? Ồ đẹp quá. Của người Dao này. À, còn đây thì có một số trang phục người Mường đây các bạn này. Đây, chuẩn người Mường đấy các bạn. Chia ra. Thế phải xem kẽ vào. Sản phẩm gì? Đây thì tôi thấy có một số cái vật dụng như là của người Mường các bạn. Ở đây có ông cũng là người Mường đấy ông nhỉ? Người Mường. Anh những cái này là mình dùng trong cái sinh hoạt hàng ngày thì mục đích sử dụng dùng của nó là những cái gì không? Cái đồ cao nhất này là ngày xưa gọi là cây dậu. Người ta thường hay gánh lúa. À, ngày xưa là gánh lúa. Gánh lúa gánh mạ. Thế còn cái này là cái giá. Thế còn cái này là cái mõ trâu của người bà con đi hay chăn trâu. Cái này mình thả lên rừng là cho đeo này. Đấy, đeo cái này vào thì là trâu ở đâu thì ta biết ở đấy. Thế còn cái này là ở những trâu khác thì là cái này nó sẽ làm bằng sắt này. Đúng rồi. Đây là bằng cây, làm bằng cái chuông, cây bương. Đây làm cái này bằng làm bằng cái gốc cây bương. Đấy. Thế còn đây là cái giỏ để các anh thanh niên hay đi bắt cá ở suối. À, đi đánh chài đấy. Đánh chài. Tiếng Mường mình gọi cái này là cái gì không? Cái này gọi là cái màm. Cái màm. Đánh chài ở suối. Đây là cái nắn. Thường thường ở vùng xuôi hay người ta hay gọi là cái đó. Như đây ở dân đây người ta gọi là cái nắn. Thế còn đây là cái sàng. Cái sàng để sàng gạo. Còn đây là cái nong. Nong, cái nia. Đây là cái giỏ. Xem cái gì đặc biệt khác thì hỏi ông tí nào. À cái này để gặt lúa gà gáy đúng không? Cái này cái hái gọi là cái
gặt là lúa gặt chắt đấy. Phum này à, ở Đinh Lung thì có cái lúa gà gáy đấy các bạn này. Đây à, nếu như để mà ăn lúa gà gáy ngon thì sẽ phải dùng cái này để gặt từng bông một như này, vừa để làm giống và vừa để chọn từng bông một em nhỉ. Cái vuông vuông này là gì không? Cái này ạ. Vâng. Cái này người ta úp lên cái chõ xôi. À. Làm cái như thay cho cái vung vung ngồi đấy, vung thong. Cái kia có một cái giống cái nắn đấy. Đây cũng là một cái nắn. Còn một cái nắn nó lại khác với cái này. Cái đây là cái người ta thường hay làm hai cái lỗ vào lỗ ra. Còn đây nó chỉ là một cửa. Ở đây thì có một số cái đồ sinh hoạt hàng ngày của người Mường ở đây các bạn. Ở đây thì là khu 1 xã Mỹ Lung thì có đến gần 90% là người Mường. Ở phía xa bên kia thì có cái nhà sàn kìa, tí nữa mình sẽ đưa các bạn sang bên đó. Cái nhà sàn kia như bây giờ đã được chuyển sang là làm quán ăn rồi. Rồi chào các bạn ông nhá. Đây thì có một số cái sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp của xã Mỹ Lung cũng như là của huyện Yên Lập. Thì đây có mấy cô gái Mường này đang đứng bán hàng ở đây, không biết có cô nào rảnh không để nhờ các cô giới thiệu nó một tí nào. Có cô này, cô đang mải bán hàng quá. Xin chào. Cô giới thiệu hộ cháu tí là như là tại vào đây ạ. Hàng mình có những cái gì cô ở xã mình ấy. À, xin chào mọi người. Đây là rượu. Rượu đồng nếp gà gáy. Thảo Xuân là rượu của nhà Thảo Xuân sản xuất. Đây là rượu nếp đặc sản của Mỹ Lung. Được nấu bằng nếp gà gáy không ạ? Và ngâm với đồng của nếp gà gáy. À lại ngâm với cái đồng lúa. Đúng rồi ạ. Thì gọi là rượu đồng. Và còn đây là rượu trắng. Đây là rượu nếp gà gáy Thảo Xuân. Tức là đây là chiết xuất từ gạo nếp gà gáy ạ. Đây là cơ sở sản xuất rượu nếp gà gáy. Có các mẫu chai và có cả đông trùng hạ thảo, rồi có cả rượu sim. Tất cả những rượu như thế này đều từ nếp gà gáy ạ. Vâng. Chỉ là gạo gà gáy. Vâng. Đây cũng là nếp gà gáy và đây là gạo nếp gà gáy ạ. Từ gạo này sẽ chiết xuất ra và sẽ thành nấu thành rượu ạ. Ở đây thì về Mỹ Lung thì các bạn sẽ được thưởng thức cái món đặc sản này. Đang có một cái thương hiệu Uyên Nặng Thất, thương hiệu độc quyền của Mỹ Lung rồi. Đó chính là nếp gà gáy Mỹ Lung các bạn. Nếu như ai có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Vâng, chỉ có Mỹ Lung mới có ạ. Có ở Mỹ Lung thôi. Và Mỹ Lung thì các bạn cũng mua từ vùng từng chỗ nhá. Đôi khi là nó cũng Mỹ Lung nọ Mỹ Lung kia đấy. Vâng, cảm ơn ạ. Cảm ơn. Đây là đặc sản nếp gà gáy và cái này vụ chính thì chỉ có một vụ thôi các bạn nhé. Nếu mà vào những cái vụ khác vâng, thì sẽ không ạ. Có đâu. Vâng, chỉ có vụ mùa. Nó mới ngon, vụ chiêm cũng được nhưng nó sẽ không ngon như vậy ạ. Thế mới gọi là Mỹ Lung. Mỹ Lung nó mới có những cái là rất là nói là phong phú, đa dạng và tiềm ẩn. Nó có một cái thương hiệu đặc biệt không ai mà có được. Chỉ có Mỹ Lung mới có. Cơm xôi thịt gà đấy. Nếu mà các bạn về đây thì lại ăn cơm xôi thì phải ăn với cá suối Mỹ Lung cơ. Vâng. Đây này, như những cái bức ảnh ở sau này này. Chính là những con cá suối ở Mỹ Lung. Đây là cá sình ngòi lao ạ. Sẽ gắp vào nướng. Và đây là cá bị sứt ạ. Đây là cá đục đinh ạ. Rất hợp với cái món nếp xôi gà gáy này. Vâng. Và ở đây thì mình có thấy thêm một số cái loại bánh này. Dạ. Sản bánh của cũng làm dạ, từ nếp gà gáy này các bạn này. Thơm nước cái đấy rồi. Đây là bánh sắn ạ. Đây là bánh trưng cũng làm bằng bánh thảo dược. Bánh trưng thảo dược ạ. À, bánh trưng thảo dược. Vâng ạ. Làm bằng những các loại lá thuốc nam ấy ạ. Hay là bánh đen đấy á? Vâng đúng ạ. Còn gọi là bánh đen. Bánh đen. Ở những cái nơi khác thì bánh đen này thì họ sẽ làm bằng cái cây nhũng nát.
À, không họ à. Lên nhưng mà riêng ở Mường Vĩnh Lung thì mình sẽ làm bằng cây thảo dược, cái lá thuốc thảo dược ấy, cái lá thuốc nam ấy. Sẽ khác hơn ở những cái chỗ khác, vùng khác mình đến là sẽ làm bằng cái cây núc nát đốt lên và lấy do. Còn vâng, ở đây thì ạ. Mình sẽ ngâm cái này thì có bao nhiêu loại lá hả cô? Nó có khoảng 20 loại. Bánh gì kia ta? Dạ, bánh bánh trưng thảo dược. Bánh trưng thảo dược cô. Bánh này cơ mà. Bánh này là bánh sắn à? Cái này bằng bao nhiêu loại lá cô? Có biết không? Cái này là bằng 20 loại lá. Sẽ đốt thành tro và ngâm với gạo. Sau đó thì sẽ gói thành bánh. Khi mình cắt ra nó sẽ rất là nước đấy chứ không phải là lấy do đâu. Đúng ạ. Lấy ngâm nước ạ, lấy nước. Chứ không cho cả do vào đấy khi ăn được nó sẽ sẵn. Khi mình lọc kỹ xong mình sẽ ngâm vàng gạo ạ. Cái này đây các bạn thấy cái bánh này thì chắc cả sẽ rất ít người biết này. Nếu như bánh do bình thường thì sẽ là cây của cây núc nát. Thế nhưng mà ở Mỹ Lùng với nếp quả gáy thì sẽ là... Vâng, có người ta chỉ làm bằng một loại lá thôi. Đó, vâng. Như đây sẽ bằng 20 loại lá. Cái loại mới chắc chắn là sau này sẽ lại tạo thêm một cái thương hiệu khác không ạ? Vâng. Đó, còn ở bên này thì có thêm một số cái thảo dược. Vâng ạ. Cái đồ thuốc thảo dược, cái cây thảo dược. Vâng. Ở đây thì cây thuốc nam ạ. Thuốc nam rất là gần rừng núi này các bạn này. Ở đây thì ở ngay đằng sau đó là những cái dãy núi rất là cao thuộc vào dãy Hoàng Liên Sơn đấy các bạn. Thì sẽ có những cây thảo dược thì bà con lấy về đây để đem đóng gói và đem bán. Đây thì mình thấy có một số cây đây cái món bí đao này thì đây đang phát triển à. Đấy đúng không? Bí đao sấy khô này. Vâng. Bí đao của nhà chị Oanh trồng. Chị đóng thành gói. Ở Mỹ Lung thì bây giờ đang phát triển cái nông nghiệp cũng khá là mạnh về cây bí đao. Và cái mùa này bắt đầu có cây bí đao thì cái này là mình sấy mình có tẩm ướp gì không cô? Dạ. Khá là đông. Vâng, cơ trên máy, trên máy cầm máy chị đấy. Khách đến để thăm cái gian hàng. Ra đây quét vào đây ạ. Có thể là mua về làm quà đấy các bạn ạ. Đây ạ. Bánh thảo dược. Cái này bao tiền một cái hả cô? Cái này mình bán bao tiền cái cô? Dạ cái này 60.000 ạ. 60.000 một cái bánh này. Vâng. Cái bánh này nhưng mà nó to lắm ạ. Cái này chắc phải hơn 1 cân đấy. Vâng. Hơn 1 cân đấy. Hơn 1 cân đấy. Cầm nặng tay. Dạ vâng em cảm ơn ạ. Ở đây là đây các bạn ạ. Trong cái nét văn hóa sinh hoạt và văn hóa của người Mường ngày xưa thì là sẽ rã gạo và cái cối rã gạo nước này các bạn này. Thì sẽ cho gạo vào kia và nó có thể rã qua ngày qua đêm thì cứ được lại vớt nó ra. Không là đem đi sàng đi sẩy như mấy cái lúc nãy mình chỉ ở trong kia. Đây là cối rã nước nha. Cứ đổ lúa vào đây là tổ thành cô gái Mường thôi đứng ngồi trông gạo ở đây này. Cái này ngày xưa là cứ rã gạo này với lại cứ đây ngày sáng là cho vào đây trong là chiều. Nếu mà cứ cho gạo vào đây đến một ngày là được cho lúa vào. Nước tự vào và cối tự rã. Một ngày là ra lấy gạo về sàng sẩy. Đây là cái cối rã của ngày xưa đấy. Ngày xưa thì không có máy sát như bây giờ đâu ạ. Đây này nó sẽ được nước phải, nó trội vào đây. Phải dùng bằng sức nước. Còn nếu mà ngày xưa mà nhà nào mà không có là phải rã bằng tay đúng không ạ? Phải rã bằng tay. Rã bằng cái cối tay của chân. Rã chày tay. Ngày xưa cô có được giã bằng tay không? Ngày xưa cô giã bằng cuối chân. Cũng dạ. Như thế này nhưng mà mình đứng ở đằng kia mình đạp bằng chân. Thế cô diễn thử cái đấy chứ nào. Ngày xưa cô cái thời... Ngày xưa ví dụ như là cũng vẫn là cái cối như thế này nhưng mà mình sẽ dùng chân. Mình sẽ dùng chân mình đạp bên này xuống như này. Đấy. Đấy thế này. Đó, đây này, ngày xưa là sẽ phải dẫn như này này. Đấy. Ngày xưa ngày xưa thì mình cũng sống ở đây ấy, nghe các cô kể là ngày xưa là phải dậy sớm lắm, dậy sớm để ngày đi. Ngày xưa là đi làm về là khi đi làm về là chiều là xay, xong rồi để đấy, xong là sáng ra là dã xong sàng sẩy xong thành gạo rồi đi làm đồng. Về mới có gạo mà nấu cơm. Là phải xay trước xong mới cho vào đây à? Xay xong sàng sẩy xong là mới lấy bớt chấu đi xong bắt đầu mới cho vào cối giã. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái cối nước này thì mình sẽ đổ lúa vào đây thôi.
chứ không phải xay. Nếu mà dùng cái cối này thì không phải xay. Không phải xay. Cổ lúa vào đây trực tiếp luôn và cối này tự giã. Còn nếu mà không là mình phải xay xong bắt đầu mình mới giã. Khi nào mình ra thăm thì nó thành gạo rồi thì là mình mang về sàng sẩy. Đây các cô gái đang đổ xôi. Đang đổ xôi ngày xưa thì đây là ninh đồng ngày xưa này, với lại chỗ gỗ xôi nó sẽ ngon hơn nhiều. Đây các bạn này, đây là cái ở đây là đồ xôi cổ của ngày xưa đây này, bằng cái ninh đồng và cái đây là xôi xôi nếp gà gáy nhá. Nếp gà gáy bản sắc dân tộc ở đây, quê ở đây, vùng miền ở đây cấy có loại gạo này rất là ngon này. Thơm ngon dẻo. Thì nó chứa nhiều nước nó không ra hơi, nó chín nhanh. Cái chõ này làm bằng cây gì cô? Cây sung. Cây sung, cái này này, cái gỗ này. Cái gỗ này này làm bằng cây sung. Sẽ làm bằng cây sung. Cái cối bên kia, cái chõ bên kia là bằng đồng. Kia. Cái này là chõ nhôm. Đây này, cái này hình như vẫn là bằng đồng hay sao? Cái này mới là đồ ngày xưa này. Đây. Đấy. Đây bà đang nói tiếng Mường đây này các bạn. Cái chó gọi là cái cuốc. Nhập cuối hay bán này nữa, meo meo chặt cho không cái kem cho ăn đấy. Không xôi. Có nghĩa là cái gì? Meo meo meo. Không cho cuối này chặt. Meo meo gọi cho củi nó cháy á. Lửa nó cháy. Lửa nó cháy. Lửa nó cháy lên. Lửa nó cháy không phải củi. Meo meo. Mình cũng không thuộc lắm, cũng chỉ biết một số câu thôi. Thật ra nên đấy này, tiếng cái đồ này là đồng ngày xưa thật đấy này. Cái này cũng là ngày xưa hả? Cái chõ này này. Cái này không. Cái này là cải tiến sau này rồi. Cái này thì làm thấp, nó vẫn là cái ninh cái tai này nó chứa được chất. Cái này phải lấy cái củ chắc chắc ấy nhỉ? Cái chuồng này là rắn gì? Đấy, cái ngày xưa là làm cao, bây giờ làm thấp. Đây các bạn này. Hôm nay sao? Hôm nay là làm tôm đỏ tôm xanh nhỉ? Những cô gái Mường tôi đang xui nếp gà gáy. Nhưng mà hôm nay khả năng là hơi nắng ấy, nghe là có cái mái che thì tốt. Bà Sáu ấy, bà đang là tiếng Mường ấy. To là lấy luôn. Có mình hơi hôi ấy. Đấy. Cái nghĩa là cái chõ này đã lên hơi rồi đấy. Cái nghĩa là không nhìn thấy được. Cái đồ xịn của các cụ ngày xưa nên là nó nhanh hơn các cái đồ khác. Một số cái ở đây thì nó không còn là cái. Nếu mà gạo bình thường ấy thì là phải sôi lâu, nhưng cái gạo này chỉ sôi tầm 20 phút thôi. Là lên hơi 20 phút, 15-20 phút là chín rồi. Rất là dẻo luôn. Nhưng mà càng nắng càng dẻo. Thế xôi bảo là nếu mà xôi 2 lần thì ngon hơn, nhưng xôi này có xôi được 2 lần? Không, xôi này 2 lần thì cũng vẫn được, nhưng mà có nghĩa là xôi này không cần. Gạo này không cần xôi 2 lần. Gạo này chỉ xôi ngâm qua và xôi đã ngon rồi. Dẻo. Có nghĩa là xôi 2 lần thì nó nhão. Đây thì cũng thu hút được khá nhiều các cái giới trẻ đến để thăm và để trải nghiệm cái chương trình nếp xôi gà gáy mà. Em gái này chắc không phải người Mường đúng không? Em Mường quá luôn. Mường ở đâu? Biết nào tiếng Mường không? Có biết nào tiếng Mường không? Nói thử câu. Em Mường Thanh Sơn. Mường Thanh Mường nào cũng là tiếng Mường đâu. Thế như là Mường Thanh Sơn thì tiếng Mường nó nói trên cái gì nhỉ? Nói xôi cơm thì nói nào. Đấy, ngay không phải Mường. Mường Lai. Mường Lai. Nên là mẹ không dạy tiếng Mường cả như thế. Thế thì phải lấy trong Mường đi. Em lấy trong Mường nhưng mà chồng em không dạy tiếng Mường. Này cũng mất công luôn. Thế thì con sau này thì làm sao biết tiếng Mường? Phía bên này thì có cái chương trình đặc biệt hơn, đó là bây giờ khi thổi xôi nếp gà gáy, hôm nay mình đang quay ấy. Bây giờ thì chắc là các cái sản phẩm ấy đã chín rồi, bây giờ sẽ chuẩn bị để được cho ra ngoài. Nhưng mà gà gáy là làm hàng cô này là công ty. Hôm nay chúng ta sẽ gồm có 4 đội, chúng ta sẽ thi. Thứ nhất là đồ xôi ngon,
Bên cạnh đó, sau khi đồ sôi được thì chúng ta sẽ gói sôi đẹp. Và sau quá trình gói xong thì chúng ta sẽ đến phiên là chấm điểm của ban giám khảo. Và thay mặt ban tổ chức xin được sẽ trân trọng kính mời các quý vị đại biểu sẽ là những người giám khảo công tâm nhất để chấm điểm cho các đội thi. Đây là nếp gà gáy này. Nếp gà gáy đấy. Càng béo càng ngon đấy, đúng không? Hai tổ kia đâu? Hai tổ này kia. Nói luôn à? Tổ 36 kia. Đang ví bên kia đó. Chắc còn 3 người hồi đu rồi. Nói rồi đúng không? À, đây là những cái từ xôi để gói. Để ban tổ chức người ta. Vậy là mỗi đội của chúng ta có đi ngâm đây là nhưng mà nó thời gian ngắn. Hai người đẹp sẽ phụ trách. Thế đến lúc mà là gói xôi. Ngon thì mẹ chồng biết thừa chúng mày mải việc ấy rồi mình biết đây con dâu bảo đúng là nếp gà gáy. Là ý nói là chúng mày mải cái việc kia. Thế cho nên là đây cái này là gục ra sau đấy là tổng nhất rồi bốc đi. Sau khi đổ ra và sẽ tiến hành gói và có thể thẩm định luôn tại mâm. Cái này bị nguội. Đấy em hiểu. Thế là gói bằng lá rong. Gói vuông như cái bánh chưng luôn. Chúng tôi xin tất cả kính mời ông Trung Chiêu đó về vị trí của khu vực phơi. Cần phải ngâm lâu. Còn một cổ này chúng ta sẽ tiến hành nhập. Ban giám khảo thì phải ngâm từ tối trước. Mấy tiếng? 8 tiếng. Cái này ngâm trước sao nó nhão với nhất hết. Hả? Cái này ngâm lâu quá nó nhão. Ờ, cái này ngâm lâu quá thì lại nhão. Ngâm lâu quá cũng nhão ạ. Đúng rồi. Sôi bao nhiêu phút thì là đẹp. Bốn cổ của chúng ta đã bắt đầu. Bây giờ thì phần thi gói xôi và đồ xôi ấy. Bây giờ đến tiết mục gói rồi các bạn. Những cô gái Mường ấy thì khéo tay lắm các bạn, thấy gói vuông như cái bánh chưng luôn. À, bánh chưng đôi khi gói phải bằng khuôn nó mới vuông được. Bên tuyển 1 chúng ta cũng đang bắt đầu gói xôi rồi. Đây là của đội chúng tôi thì tổ 4 cũng đã gói được một gói, tổ 3 thì gói rất là nhanh. Bây giờ tổ số 1. Bên này chưa gói được gói nào. Lần này bây giờ nó lại tổ 2 cũng đã được 2 gói rồi, chuẩn bị sang 3 gói rồi. Mỗi đội chúng ta chỉ gói 2 gói thôi, còn lại sẽ để trên mâm để ban giám khảo đi chấm điểm. Lá này nó bị héo nên nó không phải. Chúng ta chỉ gói 2 gói thôi. Còn lại thì để trên mâm để ban giám khảo đi chấm điểm. Thứ nhất là về xem tổ nào đồ xôi ngon. Và qua 2 gói xôi đấy thì ban giám khảo cũng sẽ chấm điểm luôn là đội nào. Tổng hợp sẽ là đội số 2 này gói đẹp này, hai cô Mường này khéo tay quá. Căn bản là lá nó phải tươi nó thì nó đẹp hơn. Lá mà nó bị héo héo cái là nó không được. Phơi nắng nó bị héo. Để cái này nó còn là lạnh.
Cô đại biểu tôi trải nghiệm gói bánh, gói xôi, xôi nếu gà gáy bằng lá rong. Và những gói xôi thẩm mỹ đẹp thì ta sẽ chỉnh sửa lại. Đây là cách gói xôi bằng của người Mường đấy bạn. Héo hết lá rồi. Lá này rồi, nó không còn tươi nữa. Lá nó tươi nó sẽ gói nó sẽ dễ hơn. Lá nó bị héo rồi. Các cô ấy mãi đi ví đu quá quên mất là cất lá. Ví đu với lại cả đi ném còn thế là để ra mâm. Để ra mâm cái gì cho thôi, bây giờ toàn bộ quy trình ở gói một cái bánh gói một cái gói xôi nếp gà gáy đây các bạn ạ, của người Mường ấy, người Mường Mỹ Lung. Chỗ này là chỗ mà sẽ chụp hình ảnh nhìn không thấy gì. Nhưng mà chỗ đó với cư dưới đây. Đây là một cái đường lớn để chúc đội thổi xôi Nova được thành công. Trân trọng cảm ơn các cô gái Mường và các cô trai Mông. Đây là những cái câu hát ví đu đấy các bạn. Tiếng ai hề nhớ tiệm chuông ngà vàng, tiếng ai hề nhớ tiệm cô này. Đó cái đu của cái đường 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 là nó sẽ như này thôi, sẽ có hai người đạp ở hai bên đó. Có các đồ chơi đang thi đấu và đang ví họ đu, và bên phía bên trái thì có cuộc thi, đó là cuộc thi mình bắt cắp vịt. Có thể nói là những trò chơi dân gian, hoa ném con. Thế này thì chúng ta tổ chức là cuộc thi ném con và giải thưởng. Ông xin chào, biết là cái đu này ngày xưa mình dựng như là để thanh niên chơi hay là các cái đu này thì thực ra ngày xưa là bà con là dân tộc Mường đấy, người ta dựng lên là mục đích là để cho là nam nữ là già trẻ trai gái là đều chơi được hết, là mục đích là vào cái là cái dịp đầu xuân người ta dựng lên để chơi, tất cả là già trẻ trai gái là đều được chơi. À, thế có phải là thanh niên là vẫn tìm hiểu nhau thì có phải là lên cái đu này có phải là để tìm hiểu nhau? Đúng rồi ạ, cũng thông qua là cái đu này thì có thể là đôi nam nữ là có thể là giao duyên để mà tìm hiểu nhau, là qua cái đu này là qua cái lời hát câu ví đấy. Đấy thì là người ta cũng tìm hiểu nhau đấy. Những cái câu hát đang hát đây có phải là cái ví cổ ngày xưa đấy không? Đấy, đó đây là các cụ này là cũng đại đa số là ví cổ đấy. Thế còn nếu mà ví anh là nó là ví ví kiều ấy thì nó hay hơn. Thế cái này là cũng là ví cổ rồi. Cái này là chơi vào dịp Tết thôi hay là chỉ buổi tối thì có chơi không? Tết thì thường vào cuối tháng 12 âm lịch là người ta dựng là đến khoảng chơi hết khoảng trong vòng một tháng đến 15 tháng Giêng, thì sau 15 tháng Giêng là sẽ dã hội, là người ta sẽ đấy chơi cả ngày cả đêm. Đấy, nhưng mà chủ yếu nếu mà nói là vui thì thường là chơi đêm là nó vui hơn. Đấy. Là cái đu này sẽ dựng lên để vừa mục đích là du xuân, chơi xuân và đúng rồi, du xuân này. Qua cái đu để là thanh niên đấy, các cái đôi nam lẽ nam nữ để tìm hiểu. Gặp gỡ là tìm hiểu đấy, trao duyên với nhau. Nó là thông qua cái câu ví này, câu hò là ví này. Cái này là cổ từ ngày xưa đấy nhá. Đúng là từ ngày xưa. Chính ra là cái cây đu này thực ra là nó lâu lắm rồi, là cách đây là mấy chục năm nay rồi, thì năm nay bắt đầu khu 1 mới lại khôi phục lại. Ở đây thì một số vị đại biểu bắt đầu xuống để test ngồi đu ở đây. Đây là tân cảnh cái đu các bạn ạ.
Cái đùi thì nó giống như cái cọn đấy các bạn. Sẽ phải lấy người đối xứng cân bằng nhau thì nó sẽ tốt hơn. Hay chơi. Cô gái vừa đang thi đi cầu thì chúng ta bằng rất tốt vẫn chưa bay được đâu, vẫn chưa cất cánh được vì hôm nay mây mù rất là nhiều, vẫn lượn quanh sân bay thôi chứ chưa thể cất cánh cao lên được. Giữ thăng bằng khá là tốt đấy. Rồi, rất tuyệt vời. Rồi đã nhận được giải rồi. Chúc mừng chị nhá. Còn một giải duy nhất sẽ dành cho anh đám cưới nào? Nhanh chân, nhanh tay và giữ được thăng bằng sớm nhất. Cố lên nào. Nhậm, nhậm, nhậm. Ok. Chúc mừng anh nhá. Phía bên này thì là vẫn trò chiến thắng còn đúng không ạ? Đó, trò chơi những con này thì cũng được thiên bảo thì cái Tết, lễ Tết đấy các bạn. Ôi dồi ôi, cách vòng với 80 phần. Đây là bài cầu cứu chúng tôi đã kết thúc. Và những con này để sẽ dành cho toàn thể các quý vị anh chị sẽ trải nghiệm. Lên phần đéo con đâu mà này. Như là cái con, cái đấy là mình thấy nó hơi bé. Thì anh lớn thì anh còn bắt cái dây nào thế mà chân. À, chưa ném còn này. Tuy nhiên là ném còn nhưng mà vẫn chưa thấy có cô Mường sang ném ở tiền đấy các anh thôi. Ui, cẩn thận này vào đầu á. Hôm trước ở trên Lục Viên là đi ăn một phát là chán rồi. Ok, cái cột nó cao và nó hơi bé các bạn. Ôi. Wow, chúng cái cây rồi. Mẹ ơi, chúng cột.